khoảng trên 6 cây rưỡi vàng trên chiếc túi da cá này và đính rất nhiều những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn trên cái logo chiếc túi này. Đây là chiếc túi mà một vị khách hàng đã đưa cho Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân thực hiện thay tất cả những cái phần màu vàng này bằng vàng nguyên khối AU750, và cái logo này phải thay bằng vàng nguyên khối AU750 và đính full kim cương hột xoàn tuyển chọn lên cho chị Kỳ Lân thực hiện ngay. Còn vài công đoạn nữa, đó chính là còn thay cả cái logo ở đây nữa bằng vàng luôn, và còn một cái phần quay sách cũng nguyên cụm bằng vàng. Cái quay sách này Kỳ Lân đang làm cho vị khách đó là trên 3 cây rưỡi vàng. Có một cái túi nữa Kỳ Lân cũng làm như thế này, nhưng mà cái quay sách với 6 cây vàng và tổng cộng cái túi sách này trên tất cả phần vàng cộng lại là trên 9 cây vàng. Đúng ra là trên 9 cây rưỡi vàng. Thì những cái clip Kỳ Lân sẽ từ từ update lên để giới thiệu đến tất cả quý khách. Vì vậy kính mong tất cả quý khách hãy follow Kỳ Lân để xem nha. Và đây là mới công đoạn hoàn thiện khoảng 70% thôi, bởi vì còn quay sách nữa. Vậy thì về giá trị vàng và kim cương được gắn trên chiếc túi này đã là lanh quanh 400 triệu rồi. Cộng với chiếc túi sách nữa thì giá trị của chiếc túi này sẽ rất là nhiều. Với sự ánh bóng từ vàng hồng Rougon chuẩn hội ngoại, và đây là vàng nguyên khối AU750 với công nghệ nén vàng không bọt không xốp nên tạo ra những bộ phụ kiện vô cùng chất lượng, đẳng cấp, đẹp, sang và giá trị. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên về handmade thời trang cao cấp luxury theo yêu cầu, và Kỳ Lân sẽ tạo ra những sản phẩm độc bản, tạo nên những sản phẩm mang đậm phong cách cá nhân từng quý khách. Khi mình có tiền mình muốn mua những sản phẩm đồ hiệu thì đơn giản, nhưng mà có tiền và có thời gian để tạo ra những sản phẩm mang đậm phong cách của mình và tạo nên những sản phẩm giá trị cho mình và những sản phẩm trường tồn theo đúng ý mình muốn, đúng công năng mình sử dụng và đúng cái phong cách mình chơi, và tạo ra những nét cá tính, những độc bản riêng của mình từ những cái logo cá nhân của mình, hoặc là tên của mình, hoặc là tên người mình thương yêu, hoặc là những cái logo, những biểu trưng, biểu tượng mà mình muốn nhất, thích nhất. Bởi vì thú chơi về đồ cao cấp xa xỉ là phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc, thì đến với Kỳ Lân Luxury sẽ được chọn và tạo ra những sản phẩm mang đậm phong cách của mình, tạo thành những sản phẩm có giá trị về thời trang, thẩm mỹ và giá trị về tài sản. Bộ logo này, những cái logo này bằng vàng và kim cương thì theo năm tháng thời gian thì chắc chắn nó sẽ giá trị trường tồn. Đó là một cách chơi, chơi và mãi mãi sẽ là giá trị, không phải cho chúng ta mà để lại sau này nữa. Đó là một điều rất tuyệt vời. Và Kỳ Lân đang thực hiện một bộ túi sách rất đặc biệt theo sự độc quyền, theo sự độc bản và do chính Kỳ Lân thiết kế đúng phong cách của vị khách hàng thích, và tạo ra một sản phẩm mà Kỳ Lân cực kỳ mỹ mãn nhất, đẹp nhất, và theo Kỳ Lân đánh giá và theo Kỳ Lân cảm nhận là rất tuyệt vời. Và tất nhiên cũng sẽ có những chiếc túi những cái mẫu khác, những cái mẫu mà của quý khách yêu cầu, hoặc là những mẫu mà Kỳ Lân thiết kế tạo ra, cũng có những chiếc túi sẽ có trọng lượng vàng lên đến gần 20 lượng và thậm chí hơn nữa, do quý khách đề xuất và quý khách yêu cầu thôi. Tùy vào nhu cầu tài chính quý khách muốn đầu tư, tùy vào cái số tiền quý khách muốn bỏ ra để làm một sản phẩm theo ý mình, thì Kỳ Lân là người thực hiện và tạo ra những sản phẩm giá trị đó. Vì vậy Kỳ Lân kính mong tất cả quý khách hãy follow kênh của Kỳ Lân để xem, đón xem những sản phẩm mà Kỳ Lân tạo ra, những sản phẩm độc bản, những sản phẩm mang đậm phong cách cá nhân cho từng vị khách hàng, và đặc biệt là những sản phẩm mang thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.